Sáng 22 tháng 5, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông chủ trì phiên họp thứ 50, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Phiên họp đã tập trung xem xét, cho ý kiến đối với các tờ trình, công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình và làm rõ một số nội dung về việc xin ý kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 đăng ký bổ sung nội dung trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 4 nhiệm kỳ 2021-2026, đề nghị tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 4 và xây dựng nghị quyết theo thủ tục rút gọn. Sau khi xem xét ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các huyện và thành phố Gia Nghĩa để thực hiện nhiệm vụ định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh ra soát, sửa đổi bổ sung việc ủy quyền định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Phi họp cũng đã đánh giá kết quả công tác tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6 năm 2024 của Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Xem xét, phê chuẩn bổ sung ủy viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026.